Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 4 tháng chạp năm Tân Sửu Ngày này là ngày kỷ mùi tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ ất xỉu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh ngọ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc thiên lao, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên thượng hỏa, ngày kỷ mùi, tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm thiên thượng hỏa kỵ tuổi quý sửu ất sửu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành một cục xung với sửu hình sửu hải tý phá tuất và tuyệt sửu Về tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi đinh sửu, ất sửu, tuổi xung trong tháng, tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt giải, tốt mọi việc, sao phổ hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao hoàng ân, tốt mọi việc, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát, sao ngũ hợp, tốt mọi việc, sao sáu trong ngày gồm có sao nguyệt phá sáu về xây dựng nhà cửa sao lục bất thành sáu đối với xây dựng sao thần cách kỵ về tế tự sao trùng tang kỵ về cưới hỏi an táng khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa sao trùng phục kỵ về giá thú an táng sao huyền vũ kỵ về an táng Phải hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng chính nam và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 6 tháng 1 năm 2022 mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Xin chào các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 6 tháng 1 năm 2022 chi tiết chính xác nhất. xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022. Với người tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này cho thấy, bạn đang có điểm báo vấp phải cục diện tương hại thái tuế, nên con giáp này gặp khá nhiều khó khăn khi hoàn thành công việc. Mối quan hệ với đồng nghiệp lẫn đối tác đều gặp vấn đề rắc rối gây trở ngại cho bản mệnh trong việc thể hiện năng lực của mình. Tuy nhiên con giáp này vẫn có các tinh thiên tài tre trở nên đường tài lộc vẫn trên đà tăng tiến song chỉ người làm nghề buôn bán kinh doanh thì mới có lộc này còn người làm công ăn lương thì không được hưởng thậm chí nếu không cẩn thận công việc xa suốt còn kéo theo thu nhập của bạn vậy nên hãy cố gắng giải quyết hết các vấn đề càng sớm càng tốt nhé bên cạnh đó ngày hôm nay còn là ngày ngũ hành thủy thổ xung khắc gây ra nhiều nỗi buồn trong chuyện tình cảm cho tuổi tý tình yêu vốn vậy đâu phải bạn yêu ai là sẽ được đáp trả đâu có lẽ nhân duyên của bạn chưa tới nên đành kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa thôi câu quyết cho các tuổi tý Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim gặp khá nhiều khó khăn khi hoàn thành công việc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ với đồng nghiệp lẫn đối tác đều gặp rắc rối. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đường tài lộc của người kinh doanh vẫn trên đà tăng tiến. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, cố gắng giải quyết hết các vấn đề càng sớm càng tốt. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc chịu nhiều nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá là 3 sao. Tài lộc, được đánh giá là 4 sao. Sức khỏe, được đánh giá là 3 sao. Tình cảm, được đánh giá là 3 sao. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen. Quý nhân phù trợ, người tuổi thìn, người tuổi thân, người tuổi sửu. Xem tử vi tuổi sửu thứ năm ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022 xem tử vi ngày 6 tháng 1 năm 2022 của 12 con giáp cho thấy, cục diện mùi sửu tương xung nhắc nhở tuổi sửu làm gì cũng phải thận trọng vì có những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra. Nếu công việc không được như ý thì cũng đừng vội chán nản, con giáp này hãy coi đó là động lực để mình cố gắng nhiều hơn. Ngày này dù công việc khá vất vả và áp lực nhưng bạn lại không nhận được sự giúp đỡ từ bất cứ ai quá nhiều chuyện dồn lên đôi vai khiến con giáp này chỉ muốn bùng nổ, mệt mỏi tới mức muốn gục ngã nhưng tuổi sửu vẫn phải động viên mình cố gắng, kiên cường hơn để không bị khuất phục trước khó khăn. Thổ khí vượng là dấu hiệu cho thấy bạn cần chăm sóc sức khỏe của mình cẩn thận hơn. Cuộc sống chỉ mải mê với công việc đem lại cho bạn vật chất xứng đáng, nhưng cũng sẽ phải đánh đổi bằng sức khỏe. Hãy xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để không đổ bệnh bất chợt nhé. Câu quyết cho các tuổi sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, làm việc thận trọng vì dễ có rủi ro bất ngờ xảy ra. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, đừng vội chán nản khi công việc không như ý. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, coi khó khăn là động lực để cố gắng nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, vất vả nhưng không nhận được sự giúp đỡ từ bất cứ ai. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc cần chăm sóc sức khỏe của mình cẩn thận hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá là 3 sao. Tài lộc, được đánh giá là 3 sao. Sức khỏe, được đánh giá là 3 sao. Tình cảm, được đánh giá là 3 sao. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng. Quý nhân phù trợ, người tuổi tỵ, người tuổi dậu, người tuổi tí. Xem tử vi tuổi dần, thứ năm, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022 xem tử vi hàng ngày cho thấy, người tuổi dần trong ngày thứ năm này đang có chính quan tương trợ nên công việc trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Nguồn năng lượng dồi dào, trí tưởng tượng phong phú giúp những người đang làm các công việc liên quan tới nghệ thuật, sáng tạo dễ dàng có những bước tiến đáng kể. Nhìn chung, bạn hoàn toàn có đủ khả năng để hoàn tất các nhiệm vụ được giao. Môi trường làm việc thoải mái giúp bạn tự tin thể hiện năng lực của mình. Nhân lúc này hãy xây dựng các kế hoạch dài hơi hơn cho tương lai nhé trong ngày đang gặp mẫu khắc thổ lại khiến vận trình tình cảm gặp nhiều sóng gió trong những cuộc cãi vã và mâu thuẫn dù biết bản thân sai nhưng con giáp này không biết làm sao để kiểm soát những cảm xúc tiêu cực của mình nhiều lần vô tình gây tổn thương cho nửa kia câu quyết cho các tuổi dần tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy công việc trong ngày hôm nay diễn ra xuân sẻ tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có năng lượng dồi dào trí tưởng tượng phong phú tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ có đủ khả năng để hoàn tất các nhiệm vụ được giao Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, tự tin thể hiện năng lực nhờ môi trường thoải mái. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, vận trình tình cảm gặp nhiều sóng gió. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, được đánh giá là 5 sao. Tài lộc, được đánh giá là 4 sao. Sức khỏe, được đánh giá là 4 sao. Tình cảm, được đánh giá là 3 sao. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam quý nhân phù trợ, người tuổi ngọ, người tuổi hợi, người tuổi tuất. Xem tử vi tuổi mão, thứ năm, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022. Ngày này có tam hợp cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi mão, mọi việc tiến triển rất thuận lợi, từ công việc đến vận trình tình cảm. Ngày này các mối quan hệ xã giao cũng rất hài hòa, dù có mâu thuẫn nào đó bất ngờ nảy sinh con giáp này cũng sẽ giải quyết một cách êm đẹp và mọi người ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Để tận dụng các khí vượng trong hôm nay, bạn nên bắt tay vào những dự án mang tính chất sinh lời để kiếm tiền nhanh hơn. May mắn đang đến với bạn thông qua khoản tiền bạn đã tích lũy bấy lâu nay. Chính vì thế, bạn hãy nhanh chóng mang về cho mình ít lợi nhuận trong khoảng thời gian này. Ở phương diện tình cảm, con giáp này và người ấy biết chia sẻ, động viên nhau những lúc vui lúc buồn, trở thành chỗ dựa để đối phương đứng lên. Cũng như vậy mà mối quan hệ của cả hai rất bền vững, hai bạn đều hài lòng với hạnh phúc hiện tại và không mong mỏi gì hơn. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy, cát khí vượng, mọi việc tiến triển rất thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa, quan hệ xã giao hài hòa, giải quyết mâu thuẫn êm đẹp. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ, nên bắt tay vào những dự án mang tính chất sinh lời. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc, đôi lứa biết chia sẻ, động viên nhau những lúc vui lúc buồn. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim, tình cảm bền vững, trân trọng hạnh phúc hiện tại. Các chỉ số trong ngày sự nghiệp được đánh giá là 5 sao. Tài lộc được đánh giá là 5 sao. Sức khỏe được đánh giá là 4 sao. Tình cảm được đánh giá là 4 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng. Quý nhân phù trợ, người tuổi hợi, người tuổi mùi, người tuổi tuất. Xem tử vi tuổi thìn, thứ năm, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022 đối với người tuổi thìn bước sang ngày thứ năm này cho thấy bạn đang được lục hợp quý nhân che chở bản mệnh được hỗ trợ tối đa để thực hiện tham vọng của mình xung quanh bạn luôn có những người bạn người đồng nghiệp nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ bạn bất kể lúc nào hơn nữa bằng ý chí của mình con giáp này sẽ dễ dàng thực hiện được những mục tiêu đó chỉ cần nỗ lực hết mình trong công việc thì sớm hay muộn bản mệnh cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức và tâm huyết mình bỏ ra ngày này tin vui còn đến từ phương diện tình cảm của tuổi thìn nhân duyên hài hòa vợ chồng vượt qua những rào cản trước mắt cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình mâu thuẫn nhanh chóng được hóa giải bằng chính tình cảm giữa hai người dù còn những khúc mắc chưa được giải quyết nhưng tình yêu đã chiến thắng đôi bên biết thông cảm và bao dung cho nhau câu quyết cho các tuổi thìn tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa được hỗ trợ tối đa để thực hiện tham vọng của mình tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ luôn được bạn bè đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, dễ dàng thực hiện được mục tiêu bằng ý chí của mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, chỉ cần nỗ lực hết mình thì sẽ nhận được thành quả. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, nhân duyên hài hòa, vợ chồng vượt qua rào cản. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá là 5 sao. Tài lộc được đánh giá là 5 sao. Sức khỏe được đánh giá là 4 sao. Tình cảm được đánh giá là 5 sao. Giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu. Quý nhân phù trợ, người tuổi dậu, người tuổi tí, người tuổi thân. Xem tử vi tuổi tỵ thứ năm, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022. Thứ năm này, người tuổi tỵ có chính ấn nhập mệnh nên vận trình công danh thăng tiến rất nhanh so với những ngày trước đó. Bạn được đánh giá cao bởi năng lực, sự cống hiến hết mình và chính những đặc điểm nổi trội đó đã khiến bạn giành được cơ hội để tỏa sáng. Tuy nhiên điều khiến bản mệnh thực sự có được vận may cho mình chính là nhờ tinh thần trách nhiệm với công việc. Vậy nên nếu có tâm lý dựa vào may mắn mà không tiếp tục cố gắng, bạn sẽ sớm đánh mất vận may của mình thôi. Chỉ cần bạn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì chắc chắn có thể tạo ra được kết quả tốt đẹp nhất. Trong ngày này người tuổi Tỵ đang gặp được ngày có hỏa sinh thổ nên chuyện tình cảm được tốt đẹp. Con giáp này nên tranh thủ tận hưởng những phút giây ngọt ngào và lãng mạn bên cạnh nửa kia của mình. Người độc thân cần phải ra ngoài nhiều hơn mới mong tìm được người phù hợp với mình. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử Vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, vận trình công danh thăng tiến rất nhanh. Tử Vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, được đánh giá cao bởi năng lực, sự cống hiến. Tử Vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, giành được cơ hội để tỏa sáng bằng sức mình. Tử Vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tránh dựa hoàn toàn vào vận may mà không nỗ lực. Tử Vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, tận hưởng phút giây ngọt ngào và lãng mạn bên nửa kia. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá là 5 sao. Tài lộc được đánh giá là 4 sao. Sức khỏe được đánh giá là 4 sao. Tình cảm được đánh giá là 5 sao. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam. Quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, người tuổi Dậu, người tuổi Thân. Xem tử vi tuổi Ngọ thứ 5, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022 trong ngày này với sự xuất hiện của thiên ấn công việc của tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra rất thuận lợi sự chính trực thái độ làm việc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao giúp bản mệnh gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật đây là thời điểm phù hợp để con giáp này triển khai các kế hoạch dự định mới công việc thuận lợi kéo theo đường tài lộc tăng tiến mạnh nên bạn không phải lo lắng gì về chuyện chi tiêu trong ngày nguồn thu nhập chính của tuổi này khá ổn định nên lúc này bạn rất cần có một kế hoạch tài chính vững vàng và khoa học để đảm bảo cho tương lai nhờ ngũ hành tương sinh mà mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng được hóa giải nhanh chóng cả hai đều chủ động nhún nhường để gìn giữ hạnh phúc gia đình nên vấn đề được xử lý khá nhanh và ổn thỏa hai bạn chính là hình mẫu lý tưởng để người khác nhìn vào và học tập nữa nhé câu quyết cho các tuổi ngọ tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim công việc diễn ra thuận lợi nhờ thái độ nghiêm túc tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên triển khai các kế hoạch dự định mới Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, đường tài lộc tăng tiến, không phải lo lắng chi tiêu. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, mâu thuẫn vợ chồng được hóa giải nhanh chóng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá là 5 sao. Tài lộc được đánh giá là 4 sao. Sức khỏe được đánh giá là 4 sao. Tình cảm được đánh giá là 5 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím. Quý nhân phù trợ, người tuổi tuất, người tuổi dần, người tuổi mùi. xem tử vi tuổi mùi, thứ năm, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022. Công việc trong ngày này của người tuổi mùi có thể diễn ra không được như ý, nhưng nguyên nhân chủ yếu lại xuất phát từ phía bạn. Tỷ kiên cho thấy, những suy nghĩ dập khuôn và cứng nhắc vô hình chung đang kìm hãm cơ hội phát triển của con giáp này. Đôi khi một chút mạo hiểm và liều lĩnh sẽ đem lại cho chúng ta những cơ hội không ngờ tới, và tuổi mùi cần phải mạnh dạn làm điều này đừng ngại thử thách mình ở những lĩnh vực mới, có thể đó không phải thế mạnh của bạn nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn luôn tiến về phía trước, vượt ra khỏi vùng an toàn của mình. Vận trình tài lộc lên xuống khá bất ổn. Thu nhập đều đều nhưng có khá nhiều khoản tiền cần phải chi trả trong ngày hôm nay đòi hỏi con giáp này phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, khoa học. Ngoài ra, tinh thần uể oải, xa suốt dễ khiến bản mệnh đưa ra các quyết định thiếu sáng suốt liên quan đến tài chính, vậy nên làm gì cũng phải thật thận trọng. Câu quyết cho các tuổi mùi, Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, suy nghĩ dập khuôn và cứng nhắc kìm hãm sự phát triển. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, cần thêm một chút mạo hiểm và liều lĩnh để đột phá. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, đừng ngại thử thách mình ở những lĩnh vực mới. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, vận trình tài lộc lên xuống khá bất ổn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, thận trọng với quyết định thiếu sáng suốt về tài chính. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá là 3 sao. Tài lộc được đánh giá là 3 sao. Sức khỏe được đánh giá là 3 sao. Tình cảm được đánh giá là 3 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng. Quý nhân phù trợ, người tuổi ngọ, người tuổi mão, người tuổi hợi. Xem tử vi tuổi thân, thứ năm, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022 xem tử vi cho thấy người tuổi thân vốn là người thông minh nhanh trí nhưng trong ngày có thương quan tác động như hôm nay con giáp này lại trở nên cao ngạo quá mức và làm việc cầu thả có thể ban đầu bạn có lợi thế hơn người khác nhưng không biết tận dụng cơ hội lại thiếu sự khiêm nhường và kiên nhẫn nên dễ để người khác vượt qua bù lại ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh có vận đào hoa rực rỡ người độc thân dễ tìm được người xứng đôi vừa lứa với mình tình cảm phát triển nhanh chóng đôi lứa ở bên nhau tình yêu thăng hoa rực rỡ các cặp đôi nếu tình cảm đã đủ độ chín thì có thể xem xét đến chuyện về chung một nhà không còn phải lo lắng nhớ nhung đón đưa nhau cũng dễ dàng hơn mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn khi hai bạn đều nhận được sự đồng thuận của gia đình hai bên câu quyết cho các tuổi thân tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy tránh trở nên cao ngạo quá mức và làm việc cầu thả tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa không biết tận dụng cơ hội sẽ để người khác vượt qua tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ cần thêm sự khiêm nhường và kiên nhẫn hơn Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, vận đào hoa rực rỡ, người độc thân dễ tìm được một nửa. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim, các cặp đôi có thể tính chuyện về chung một nhà. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, được đánh giá là 3 sao. Tài lộc, được đánh giá là 3 sao. Sức khỏe, được đánh giá là 4 sao. Tình cảm, được đánh giá là 5 sao. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim quý nhân phù trợ, người tuổi thìn, tuổi tuổi tý người tuổi tỵ. Xem tử vi tuổi dậu, thứ năm, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022. Hôm nay sẽ là một ngày vượng tài với người tuổi dậu khi bạn có nhiều cơ hội để kiếm tiền, cải thiện thu nhập bằng nhiều cách. Thực thần báo hiệu tài vận tăng lên, các nguồn thu đều có dấu hiệu khởi sắc từ công việc chính đến những nghề phụ, bản mệnh cũng tìm được con đường đi mới cho mình nhưng khi có tiền thì đừng nghĩ đến tiêu ngay vì có thể bản mệnh sẽ tiêu quá đạt thậm chí còn lớn hơn số tiền mình vừa nhận được vậy thì tài khí sẽ hư hao rất nhanh đến lúc nhận ra thì bạn cũng chẳng thể lấy lại được tiền đã mất trong ngày đang gặp được ngày có thổ sinh kim báo hiệu tình cảm hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp mối quan hệ của bạn và nửa kia giữ được sự ấm êm hòa thuận nhờ nỗ lực gìn giữ tình cảm của người trong cuộc người độc thân dù chưa tìm được ý trung nhân nhưng đang có người theo đuổi nên hãy thử mở lòng mình xem sao nhé câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy, có nhiều cơ hội để kiếm tiền, cải thiện thu nhập. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa, các nguồn thu đều có dấu hiệu khởi sắc từ chính đến phụ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ, khi có tiền thì đừng nghĩ đến tiêu ngay kẻo phá tài. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ đôi lứa giữ được sự ấm êm, hòa thuận. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim, người độc thân nên mở lòng mình hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá là 4 sao. Tài lộc được đánh giá là 5 sao. Sức khỏe được đánh giá là 4 sao. Tình cảm được đánh giá là 5 sao. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, người tuổi Sửu, người tuổi Thìn. Xem tử vi tuổi Tuất thứ 5, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022. Vận trình ngày thứ năm này cho thấy, hôm nay có sự xuất hiện của kiếp tài là điểm báo nguy cơ mất tiền của tuổi tuất khá lớn. Các nguồn thu đều chịu tổn hao nghiêm trọng. Bạn không nên mạo hiểm đầu tư hay kinh doanh lĩnh vực mình chưa hiểu rõ trong hôm nay kẻo khả năng mất trắng rất dễ xảy ra. Nếu là việc đang tiến hành giang dở thì càng cần phải tính toán cẩn thận hơn. Đây còn là một ngày bản mệnh vẫn khó tránh khỏi những khó khăn và rắc rối nhất định trong công việc. Vì có người không ưa nên cố tình ngăn trở khiến công việc không được trôi chảy đúng như mong đợi, bạn vẫn chưa tìm được cách giải quyết triệt để vì chưa biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính đông phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh Hỏa có điểm báo nguy cơ mất tiền khá lớn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, các nguồn thu đều chịu tổn hao nghiêm trọng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, không nên mạo hiểm đầu tư hay kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, khó tránh khỏi khó khăn và rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, công việc bị kẻ không ưa cản trở nên khó trôi chảy. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá là 3 sao. Tài lộc được đánh giá là 3 sao. Sức khỏe được đánh giá là 3 sao. Tình cảm được đánh giá là 3 sao. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê. Quý nhân phù trợ, người tuổi ngọ, người tuổi mão, người tuổi dần. Xem tử vi tuổi hợi, thứ năm, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022. Trong ngày này nhờ có ngủ hành tam hợp che chở nên tuổi hợi làm gì cũng thuận lợi. Tin vui lớn nhất phải kể đến việc buôn bán kinh doanh xuân sẻ, khách hàng ra vào nườm nượp. Tài vận nhờ đó mà tăng lên đáng kể tiền bạc dùng dình, con giáp này có thể chi tiêu một cách thoải mái mà chẳng phải đắn đo gì nhiều. Con đường sự nghiệp của bạn cũng có điểm báo thăng tiến rõ rệt. Con giáp này đã tìm được hướng đi mới cho riêng mình, xác định được phương hướng phát triển của bản thân trong tương lai. Bạn biết được tầm quan trọng của công việc nên luôn cố gắng hết mình để hoàn thành. Đường tình duyên của con giáp này cũng khởi sắc rực rỡ vì gặp ngày có ngủ hành tam hợp phù trợ. Người độc thân có thể sẽ được người quen giới thiệu cho người phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Các cặp đôi tình cảm càng ngày càng đồng nàn, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau, thậm chí thuận lợi cho việc kết hôn. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, buôn bán kinh doanh xuân sẻ, khách hàng nườm nượp. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, tài vận tăng lên đáng kể tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, đường sự nghiệp có điểm báo thăng tiến rõ rệt. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, xác định được phương hướng phát triển trong tương lai. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, nhiều tin vui. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá là 5 sao. Tài lộc được đánh giá là 5 sao. Sức khỏe được đánh giá là 4 sao. Tình cảm được đánh giá là 5 sao. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen. Quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, người tuổi Mão, người tuổi Dần. cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại